Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin tại hôm nay của chúng tôi có nội dung như xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung mới nhất về cái tên hung thủ Phạm Kim Phê á, người đã ra tay sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên á các bạn. Cụ thể nè, hôm nay có về cuộc sống của cái tên này nè các bạn. Cụ thể báo chí đã dẫn lời như thế này: hé lộ thông tin về nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên. Phạm Kim Phê là một trong 6 người cùng đi chơi đêm đó với nạn nhân Hằng. Đối tượng được đánh giá thuộc thành phần chơi bời, ăn chơi liêu lỏng, la cà ở các tiệm internet nhiều hơn là ở nhà. Lại một phần nữa liên quan internet nữa các bạn. Vụ kia chưa xong mà vụ mà game online á, mà giết hại tùm lum hết trơn á, giống như vụ Triệu Quân Sự vừa rồi cũng game online á, thì bây giờ lại internet game nữa. Thì xã hội bây giờ như hôm nay ngày 22 tháng 6, đại tá Lương Tấn Vĩnh, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ vụ án xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là cháu Hằng 13 tuổi, trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An ở Phú Yên. Cháu bé được gia đình trình báo mất tích từ ngày 17 tháng 6 và đến ngày 21 tháng 6, thi thể cháu đã được tìm thấy trong rừng dương thuộc xã An Ninh Đông. Theo vị trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Phú Yên, nghi phạm Phạm Kim Phê 18 tuổi, lớn hơn bé Hằng, là bé Hằng chỉ có 13 tuổi thôi, trú ở thôn Hòa Hậu, xã An Ninh Đông, đã bị tạm giữ hình sự. Bước đầu Phê đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ở một diễn biến khác có liên quan, theo công an tỉnh Phú Yên, công tác khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân H tử vong là do ngạt thở, cơ chế tử vong là do chèn ép dẫn đến ngạt thở. Qua đây chúng ta có thể suy diễn, có thể là tên Phạm Kim Phê này đã bóp cổ em cho đến chết hoặc là dùng biện pháp nào đó. Trong khi đó, theo chính quyền xã An Đông, Phê là đối tượng tuy còn nhỏ tuổi nhưng dạng bất hảo ở địa phương đó. Suốt ngày thằng Phê này nè, nó tụ tập với bạn bè, chơi bời, liêu lỏng, có phụ giúp gì được cho gia đình đâu. Đặc biệt, đối tượng này thường xuyên la cà ở tiệm internet nhiều hơn là ở nhà. Đại tá Phạm Hồng Sương, trưởng công an huyện Tuy An thông tin rằng cơ quan chức năng đang làm rõ mục đích và động cơ gây án của tên Phê này. Nghe tới cái tên là cũng không biết, tên gì tên Phê các bạn. Cũng hên á, giờ bị bắt rồi. Chứ để hắn ta lớn lên nữa thì không biết là sẽ như thế nào dành cho xã hội nữa. Vãi thằng Phê. Nghi phạm này cũng được xác định là một trong 6 người đi cùng chơi đêm 17 tháng 6 với em Hằng. Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên đối với tên tội phạm Phạm Kim Phê để điều tra về hành vi giết người. Như trước đó đã phản ánh, vào lúc 19 giờ ngày 17 tháng 6, cháu Hằng ở trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên có xin phép đi ăn cùng nhóm bạn. Khuya cùng ngày không thấy cháu về, gia đình điện thoại nhưng lại không liên lạc được. Đến 23 giờ 46 phút, tức 11 giờ 46 phút khuya đêm đó, chị gái của cháu Hằng nhận được điện thoại của Hằng với tiếng kêu chị ơi cứu em. Kế đó có một tiếng thanh niên đe dọa cắt cổ rồi cúp ngang cuộc điện thoại. Gia đình sau đó đã cố gắng liên lạc nhưng vẫn không liên lạc được. Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu bé gần đó vào ngày 21 tháng 6. Xác định vụ án có dấu hiệu hình sự nên công an huyện đã chuyển hồ sơ lên công an tỉnh Phú Yên. Đến nay nghi phạm Phê đã bị tạm giữ để điều tra. Tại cơ quan công an, Phê khai nó chở em Hằng về nhà vào đêm 17 tháng 6 nhưng lại đưa thẳng đến rừng dương để sát hại rồi dùng cát vùi lấp thi thể của nạn nhân. Do đêm tối, Phê không nhớ rõ đã gây án và giấu xác. Nói chuyện Phê không nhớ rõ cái nơi đã gây án và giấu xác. Nó Phê mà làm sao mà nó nhớ được các bạn. Mong cơ quan chức năng hãy sớm đâu 18 tuổi đủ tuổi các bạn, tuổi này tử hình vừa rồi, để lại chỉ chặt đất, gánh nặng cho xã hội thôi, gánh nặng cho gia đình chứ làm được gì. 18 tuổi đầu thanh niên tay đẻ sức dài dai lỏng, chỉ ăn chơi liêu lỏng là cà mấy tiệm net tiệm game thì thôi, cái thứ này thì lớn lên cũng chả giúp đích cho đời. Đẩy sớm cho khỏe rồi, cảm ơn các bạn.